Hello, xin chào bạn trở lại với kênh mình. Tiếp tục với chuyên mục ăn cay, nhưng hôm nay mình sẽ ăn món khác nha. Chuyến trước là mình ăn mì siêu cay rồi, nhưng mà chuyến này mình sẽ ăn món khác. Và giờ này mình sẽ tiếp tục cái pha đập bàn để thực hiện đồ ăn nha. Ok, giờ này mình sẽ đập bàn nha bạn. Các bạn ơi, giờ này mình sẽ ăn cay. Gì vậy? Đến nay mình làm clip ăn đồ cay, nhưng chứ mình đâu có làm clip ăn ớt đâu bạn. Mà ớt nó cũng là đồ cay, nhưng mà mình ớt này nếu mà ăn không thì thôi, chắc clip này mình quay xong mình sẽ không còn quay clip được cho bạn xem nữa. Mình sẽ đập lần nữa, rồi mình đập thấy nó xui mình chết tại đi, xem nó có ra cái món khác ngon hơn không nha. Cái gì đây? 3 cộng 1 các bạn. Đây là heo cao bồi nha bạn, nguồn dinh dưỡng từ Thanh Long đây. Còn đây là heo cao bồi vị sốt bạc tì, thêm một kỵ nữa hơn. Và đây mình sẽ cầm hai cái lon này lên, mình cho các bạn xem cho nó rõ luôn nè. Đây các bạn, hai vị rồi đèn hoàng nha, phô mai và sốt spaghetti. Và giờ này mình sẽ cho bạn xem luôn, đây là một nắm ớt nha các bạn. Những clip trước mình ăn ớt khô không á, nó vẫn chưa có đủ cái đẳng cấp cay. Hôm nay mình sẽ quyết định để thêm mấy cái ớt tươi bình thường để cho nó cay hơn nha. Ok, này mình sẽ lấy một cây biến, sẽ lấy một cái vũ khí để mình đem khui hàng này ra nha. Đây là một cây kéo nha bạn. Đầu tiên mình chắc mình ăn sốt spaghetti trước đi. Xé cái này của nó ra, xé như thế này quá dễ. Và giờ này mình sẽ bật cái nắp này ra luôn nha bạn. Trong đây là hình như là một cái hũ như vậy, là mình nhớ hồi lúc còn khoảng mấy năm trước mình ăn, mình thấy chỉ có 3 cây thôi, nhưng bây giờ nó đổi phiên bản thành cộng thêm 1 cây là 3 cộng 1 nha bạn. Hàng dĩ ngoại nói để 3 cộng 1 đấy. Và giờ này mình sẽ lấy 4 cây này ra luôn. Ok, giờ này cái giỏ này bây giờ nó đưa bản hướng dẫn này chắc mình cũng không cần đâu, mình sẽ quyết định cho nó đi. Và đây là cái bịch sốt marketing nha bạn. Nó như thế này đây, y gạn như là cái gói trong cái bịch mì đó. Và giờ này mình sẽ cắt xúc xích để vô cái hộp này. Ok, bắt đầu luôn. Sốt nó như thế này nè, màu đỏ, nhìn như đây là cà chua hay là cái gì đó, nhìn cũng khá là ngon nha các bạn. Đây là bịch phô mai của nó, để vô đây luôn các bạn ơi. Giờ này mình sẽ bắt đầu đóng hai hộp này lại như thế này, và tiếp theo mình chỉ cần lắc thôi, lắc thôi các bạn. Ok, và chỏng như thế này chắc đủ rồi này, chắc giờ này mình sẽ phô mai như thế này. Cái này mình sẽ để ớt bột vô vàng đầu tiên, trước khi ớt khô vô mình xem sắc ớt vào cây. Và cái tì mùi này nó mùi kiểu ghen, nó hơi ta cho mình hai cây diêm sẵn luôn nè, mình để đây luôn. Bây giờ mình sẽ để thứ quan trọng nhất là ớt khô.
Đây. Ui là trời, quá nhiều các bạn ơi. Đó. Mình sẽ để nó vô như vậy và mình sẽ bắt đầu để nắp lại và lắc lên. Cấp độ cay của nó sẽ tăng lên rất nhiều à các bạn. Coi ớt đàng hoàng à. Ớt rất nhiều luôn. Gắp lên. Còn mình sẽ ok. Nhà em sẽ quyết định ăn sốt spaghetti trước luôn nha bạn. Và giờ này mình sẽ dùng một cái ghim này. Đây cho bạn xem nè. Đó, dính đầy ớt. Ghim nhẹ một cây trong đây ra. Ớt đàng hoàng các bạn. Mời bạn ăn nha. Trời ơi. Vừa cắn một cái là mình thấy vị nó cay nồng lên đó. Thứ ba cái tay này vị không? Chua chua. Chua nhẹ. Mình thấy khá được nha. Mình để ớt khô, mình còn để ớt hường vô. Độ cay sẽ tăng lên rồi. Có cái cây nè. Cay cấp độ luôn các bạn ơi. Đây nè. Biết luôn các bạn. Quá đã các bạn ơi. Nó rất là nhiều ớt luôn. Xung quanh nó dính đầy ớt nha bạn. Sau khi mình ăn xong 3 cây nè. Vì mình đang chẳng cảm thấy bắt đầu cái vị nó cay. Ngon các bạn ơi. Xúc xích vị cao cái tiền. Trộn ớt ngon. Không ngon hết rồi các bạn. Dít nhẹ miếng sốt mình ăn. Tiếp theo không biết mình có thể ăn tiếp nổi cái hũ này không nữa. Giờ ăn hũ này thấy nó quá cay. Xúc xích vị phô mai. Mời bạn nha. Tại mình đến quê ở ngoài cách mà chỗ này chỗ vườn này rất xa nha mà chơi mình đi không nào lấy nó uống về được.
trên. Cái này chắc là hồi tiêu rồi bạn ơi. Cái này là lúc mới rồi, mình mới cắn cái đầu tiên của bên cái nước sốt này. Thấy cái vị của nó chưa cay lắm. Mình cũng vừa ăn hết cái cây đầu tiên. Ớt nó mới bắt đầu thấm vô cài hình nữa. Thời gian mình tới em đã hoàn thành được thứ hai. Nếu các bạn có thử thách nào đó khó hơn cái này nữa, bạn hãy bình luận bên dưới. Nếu được mình sẽ làm chơi luôn nha bạn. Bạn xem video nhớ bấm like, đăng ký kênh, bật chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh mình nha. Tạm biệt bạn nha.